À, xin chào các bạn đến với kênh kỹ thuật điện. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách đấu hai ô kém của hàng Panasonic nha các bạn. Thì đấu ô kém này rất chi là đơn giản, ở nhà thì ai cũng biết đấu hết trơn á. Nếu bạn xem clip này tất cả bạn sẽ biết đấu ô kém. Ô kém thì ở cái Việt Nam mình đa số là chỉ có 2 giây thôi, nhưng mà nếu chuẩn của nó là phải có 3 giây để mà một thêm một sợi tiếp đất nữa. Đây là của hàng Panasonic, một bình lửa và nguội. Thì có hai dây lửa và nguội thôi. Lửa thì nó cái hiệu với lửa các bạn, nguội và với nửa. Đây mình sẽ lấy hai dây để cầu qua hai công tắc bên kia. Mình quy định dây đỏ là dây lửa và dây vàng là dây nguội nha các bạn. Đỏ lửa vàng nguội. Đây, giờ mình sẽ cầu nguội này. Mình cầu dây vàng qua dây vàng. Cầu cho cái ổ kém này qua ổ kém bên kia thôi nha. Ổ kém này qua ổ kém bên kia thôi được. Rồi, giờ mình lấy dây lỏ là dây lửa. Mình cầu qua cái lửa bên ổ kém, công tắc ổ kém bên kia. Ổ kém nha bạn, xin lỗi, ổ kém bên kia. Thì nó khi mình nhét vào là rút ra không được nha bạn. Nhiều người kêu nhét vào sao không dạng ốc, siết ốc rồi đó. Người ta không biết đây là nó có lò xo đeo mà mình nhét là giữ luôn. Rồi mình muốn lấy ra mình phải đi cái nấm bên kia là nó ra được. Rồi dây vàng lên nguội. Rồi bây giờ mình sẽ đưa dây đỏ dây vàng lửa nguội bên kia vô đầu bên nào cũng được nha bạn, phía này phía kia cũng được. Rồi đó mình vô đó và vàng mình vô dây vàng. Rồi mình vô một bên cho bạn dễ hình dung. Rồi ok, đó đơn giản rồi. Đây lửa nguội vô bình thường, có vấn đề gì đấu công ổ kém này là rất đơn giản luôn. Để cho các bạn mới vừa là thanh niên chưa biết gì, ở nhà chưa có hẹp qua sách vở gì đó thì mình cũng mới biết đấu những thứ này. Đây giờ mình sẽ dàn ốc và xiết ốc vô các bạn. Cái loại này Panasonic bền vững lắm nha các bạn, không mình thấy là nó mở cái nếp mạch nạ ra đồng rất chi là chắc chắn, cũng về bữa mình cũng đã review lại mình mở cho các bạn xem rồi đó. Mình tháo ra toàn bộ rồi thì phía trong đó là toàn bộ đồng luôn, nhưng mà nhìn cái ô kém nó rất chắc. Cái loại đây thì kém vô là giữ ngắt nha các bạn, rút ra cũng phải dùng lực á chứ không phải rút ra bình thường đâu. Nếu mà cái loại đây là mình đút vô một lỗ là không được, mình lấy bút điện mình chọt vô để thử một lỗ không được, bắt buộc phải đỡ cái lỗ bên kia nữa là mới được. Rồi mình đã hoàn thiện, các bạn thấy hay thì nhấn đăng ký kênh cho mình nha. Chào tạm biệt các bạn.